Tuần qua, giá lợn hơi liên tục đi lên, có nơi tăng 10.000 đồng 1 kg, tương đương khoảng 20% so với tháng trước. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi tăng 5.000 đồng 1 kg trong tuần qua, lên 57.000 tới 60.000 đồng 1 kg. Ở miền Trung, giá cũng tăng cao, trong đó các tỉnh như Huế, Thanh Hóa, Bình Thuận, giá tăng 6.000 đồng, lên 60 tới 61.000 đồng 1 kg. Riêng khu vực miền Nam, giá lợn hơi ghi nhận có sự tăng mạnh nhất tuần qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá lợn hơi loại 1 tăng lên 62.000 đồng 1 kg, loại 2 dao động từ 57 tới 59.000 đồng 1 kg. Giá thịt lợn hơi tăng cao khiến giá lợn mảnh tại các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh những ngày gần đây lên 74.000 đồng 1 kg. Giá thịt bán lẻ tại các chợ và siêu thị cũng điều chỉnh tăng từ 2 đến 3.000 đồng. Theo đó, thịt ba dọi được bán 140.000 đồng tới 160.000 đồng 1 kg, sườn non 160.000 đồng tới 170.000 đồng 1 kg, chân giò rút xương 120.000 đồng 1 kg. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản chỉ đạt 891 triệu đô la Mỹ, giảm 44% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong đó kim ngạch xuất khẩu cá tra của cả nước giảm, khiến các vùng nuôi lớn như An Giang, Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn. Điều này phản ánh tình hình kinh tế tại các quốc gia nhập khẩu sản phẩm cá tra đang gặp khó. Hiện đa số các hộ nuôi cá tra đang rất lo lắng vì giá cá dậm chân ở mức 27.000 đồng 1 kg trong suốt nhiều tháng liền. Nhiều hộ chưa bán được cá đang phải chịu lỗ khi mua thức ăn nuôi cá cầm chừng. Còn những hộ đã bán được cá thì đành phải treo ao vì không dám thả nuôi tiếp. Đối với con tôm, xuất khẩu gặp khó kéo theo giá tôm nguyên liệu thu mua giảm mạnh, không đủ bù lỗ cho người nuôi. Nhiều hộ nuôi tôm công nghiệp cũng bắt đầu treo ao để chờ thị trường đi lên. Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, nhiều tuần nay, các tỉnh, thành phố miền Bắc không xuất hiện mưa lớn khiến dung tích trữ của các hồ thủy lợi bị suy giảm tới 25% so với cùng kỳ năm 2022. Tính tới ngày 19 tháng 5, dung tích bình quân các hồ thủy lợi tại miền Bắc chỉ đạt 48%, tương ứng khoảng 550 triệu mét khối nước. Đáng chú ý, tổng dung tích trữ các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện chỉ còn 21%, tỉnh Cao Bằng 23%, tỉnh Hòa Bình 25%, do nguồn nước suy kiệt nên hơn 1.100 ha sản xuất nông nghiệp của các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ hạn hán. Trong đó, tỉnh Cao Bằng là 375 ha, tỉnh Lạng Sơn là 584 ha, tỉnh Lào Cai là 138 ha. Còn tại Hà Nội, các doanh nghiệp thủy lợi cho biết, tính tới ngày 19 tháng 5, tổng dung tích trữ các hồ chứa trên địa bàn thành phố chỉ đạt khoảng 25% dung tích thiết kế, đặc biệt là dung tích hữu ích tại hồ Suối Hai của huyện Ba Vì hiện chỉ còn khoảng 3,6 triệu mét khối, trong khi tổng dung tích thiết kế của hồ này là 46,8 triệu mét khối. Nguyên nhân là do hồ Suối Hai phải làm nhiệm vụ thay thế trạm bơm Trung Hà cấp nước sản xuất cho hơn 3.200 ha lúa của huyện Ba Vì suốt từ đầu vụ xuân cho tới nay. Năm nay, hơn 1 hecta vải thiều chín sớm của anh Vi Thanh Bình ở xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nằm trong vùng sản xuất vải xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Quy trình canh tác Global Gap được anh Bình tuân thủ nghiêm ngặt nên chất lượng vải năm nay đạt cao, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản. Chúng tôi đã dừng hết toàn bộ mọi thuốc bảo vệ thực vật. Bây giờ đang chuẩn bị là phun tỏi, ớt, gừng, rượu là làm chế phẩm để phun thu được côn trùng, nhưng lại phun nước vôi trong. Diện tích vải thiều sớm tập trung chủ yếu ở xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên với tổng diện tích 680 ha, dự kiến sản lượng năm nay đạt khoảng 9.000 tấn. Trong đó có 3 mã xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, EU với diện tích 25 ha. Hiện ngành nông nghiệp huyện Tân Yên cũng đang đề nghị với các cơ quan chức năng cấp 2 mã với quy mô 20 ha vào thị trường Mỹ và 4 mã vào thị trường Úc và Thái Lan với diện tích 40 ha. Mỗi năm là bán theo cái thị trường mà đi Trung Quốc hoặc đi miền Nam ấy thì nó không được cao. Thế nhưng mà từ năm chúng tôi làm xuất khẩu đi Nhật ấy thì là cái giá thành nó ổn định, hay là người dân bán cũng được cao hơn. Chất lượng cái quả vải cũng hơn. Đối với cái thị trường đi Nhật Bản là cái thị trường cũng chúng ta cũng là quen mấy năm nay rồi. Nhưng mà năm nay thì cũng có một cái doanh nghiệp mới như chúng ta vừa vào xúc tiến thì chúng tôi đã ký kết với lại doanh nghiệp đấy là 180 tấn. Đấy, với cái giá trị là hợp đồng là 30.000 trên 1 kg. Và cái thị trường thứ hai đó là đối với cái siêu thị trong nước. Vụ vải thiều sớm của huyện Tân Yên, Bắc Giang dự kiến cho thu hoạch từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6.
hiện huyện Tân Yên đã chủ động phân định rõ các vùng trồng ngắn ngày với kế hoạch tiêu thụ vải thiều xuất khẩu đến với từng doanh nghiệp và phân khúc thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, đã có 8 doanh nghiệp thực hiện khảo sát vùng trồng và ký kết tiêu thụ vải thiều sớm. Huyện Tân Yên đã ra mắt cái sàn thương mại nông sản, tiêu thụ các cái nông sản chủ lực cho huyện. Thì đây là một cái hoạt động hết sức ý nghĩa và một kênh bán hàng rất là hiệu quả để giúp cho người dân tăng cường cái tiêu thụ vải thiều cũng như là nâng cao cái giá trị sản phẩm, nâng cao cái hiệu quả thu nhập trên địa bàn. Cũng theo kế hoạch, huyện Tân Yên sẽ tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều sớm năm 2023 và cuối tháng 5 tại xã Phúc Hòa, qua đó phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ, chú trọng hỗ trợ vải thiều đến các thị trường tiềm năng như Hoa Kỳ, Nhật Bản và thị trường truyền thống Trung Quốc. Nhiều năm nay, núi Vườn Già của xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã nằm trên thế trượt xuống chân núi, có thể gây nguy hiểm cho các hộ dân sống xung quanh bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn, hơn 20 hộ dân đã phải di rời đi. 3 năm trôi qua, nhiều gia đình vẫn đang phải sống nhờ, tạm bợ. Nhà cửa mình không có, suốt ngày mình chỉ nghĩ đến bây giờ mình không có nhà thì con cái mình sẽ ra sao? Rồi mình thì vợ chồng thì nó sẽ ra làm sao? Mà bây giờ mình cái tuổi ngoài 40 này rồi, làm nuôi con còn rất là khó. Bây giờ nhà cửa mình lại không có nữa thì nó càng khó hơn. Đây là khu vực được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình xác định sẽ trở thành khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng của vụ sạt lở núi Vườn Già. Các hạng mục đường, điện, nước đã cơ bản được xây dựng. Đặc biệt, khu vực này sẽ nằm trong vùng quy hoạch phát triển du lịch của xã Trường Yên, giúp tạo sinh kế cho bà con sau này. Tuyến 11 thì đã phân tái định cư để thực hiện các cái dự án nạo vét sông Sáu Khê và dự án Tràng An. Còn lại thì còn khoảng hơn 2 ha, gần hơn 200 suất tái định cư nữa thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh là bố trí cho các cái hộ dân khu vực Vườn Già ra khu vực đấy. Về cơ sở vật chất thì về cơ bản là cũng đã đáp ứng được cái bước đầu. Khi mà bà con nhân dân ra ngoài đấy ổn định cái cuộc sống thì mặt bằng cũng như là các cái cơ sở vật chất thì đã tương đối là đảm bảo. Điều đáng nói là khu vực tái định cư đã được quy hoạch đầu tư xây dựng, nhưng công tác di rời người dân đến nơi ở mới còn chậm trễ. Nguyên nhân được cho là do dự án xử lý sạt trượt núi Vườn Già không được xác định ở mức khẩn cấp. Vùng sạt lở nằm trong lõi di sản nên việc di rời còn phải gắn với bảo tồn và phát triển giá trị của cảnh quan di sản. Sau khi mà tiếp thu ý kiến của nhân dân, rồi là các cơ quan có thẩm quyền đã điều chỉnh dự án và chúng tôi xin ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao, và đến tháng 7 năm 2022, Bộ Văn hóa Thể thao có văn bản thì chúng tôi về trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt dự án để chúng tôi triển khai thực hiện, và đến nay thì cũng đang tuân thủ các cái bước theo quy trình đầu tư. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Trường Yên, việc xử lý sớm khu vực mỏm đá sạt lở cũng phải chờ quyết định của cấp trên do kinh phí quá lớn đối với xã. Tuy nhiên, trước khó khăn chồng chất của người dân, Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư đang phối hợp cùng với nhiều đơn vị chức năng để những hộ dân nằm trong diện di rời có thể đến chỗ ở mới trong năm 2023 này.